Ai xa. 6 người ở trong nhà này. Con đi ngủ giữa. Ngủ thế nào đi? Hai vợ chồng ngủ trên. Con nhỏ. Nhìn cái giường này. Xem cái giường này tối mùa đông lạnh con ngủ như này đi. Ôi giờ quá nghèo nhỉ. Như này là nhà này là nghèo ấy. 6 người. Nghèo nhất thôn này. Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Thì hôm nay mình đang ở đây, ở trong một cái thôn, một cái thôn mà rất là nghèo, cái bản nghèo lắm, ở trên cao nguyên đá Đồng Văn. Thì hôm nay mình nhận được cái số tiền mà mình đi mua quà giúp cho bà con nghèo ở dưới cái thôn này. Đấy, rất cảm ơn những cái tấm lòng hảo tâm của các anh các chị đã gửi về cho bà con ở đây. Những cái phần quà nói chung nó cũng không là to tát gì đâu, nhưng mà nó được một cái phần nào đó là giúp cho bà con có một chút, đó là cái động viên tinh thần và xuống tuyên truyền cho bà con làm ăn và nuôi cái gì và trồng cái gì và những cái điều kiện cuộc sống hàng ngày của họ và làm sao được trồng được cây cối vào cái mùa đông sắp tới. Vâng, bên là xe của anh em mình đang đi xuống cái đường này nhá, để xuống dưới này trao quà cho các bạn ở dưới này. Thì mọi người theo chân mình để trao quà cho bà con ở dưới thôn này nhá. Đây xe, đây trưởng thôn à? Thế là ngồi chung một xe được không? À, thế đây ai đấy? Đây ông đấy, hộ được hỗ trợ. À, đi lên. Đây nhá, mình bắt đầu là theo một anh ở cái xã này. Đây là cán bộ ở đây, là anh dẫn mình đi xuống để trao quà cho mọi người. Kia có phải đi nhận quà không? Không phải gì. Thế là chị mới cả chị này, cô này đi nhận quà. Thế đi vào trong kia để trao nhá. À đây trồng được đậu tương thế này. Tốt thế này thì nữa. Đậu Hà Lan này. Đấy phải chào trồng cái đậu Hà Lan này rất thích hợp luôn. Khô mới ở đấy nó cũng vẫn mọc được mà lạnh nhỉ. Ừ, nó hợp với khí hậu. À đấy hết đồng bê tông rồi đấy. Ý. Trưởng thôn này biết rồi. Nhưng mà chỗ này sao quay đầu đường? Quay đây á? À? Thế thì phải trao quà đã xong là tí quay sau. Trước toàn xe tải vào trong cái này này. Ủa? Nó vướng. À. Ui dồi, cái đường đứng đây nhìn lên ghê nhở. Đâu bà con đâu, đã ra chưa? Đang đến. 10 hộ anh ạ. Quà là một bao gạo, một thùng mì và ít bánh kẹo và quần áo cho một hộ. Đấy. Tất cả là 10 hộ. 10 hộ nghèo ở thôn của chú Huỳnh Tấn Đức. Đây à? Anh Hải trao cho họ nhé. Em đứng ngoài xa xa quay lại. Xong là tí nữa xem có một cái anh Hạnh ơi, xem tí nữa là có một cái hộ nghèo nào nữa là xong bọn em đi về đấy. Hộ nghèo ở đây nhá. Xong là đi đi vác về đồ cùng về. Quay đường đây. Này ở đây. Ở đây có nhiều cái bể xây nhiều cái chum ấy nhỉ? Lu ngày trước luôn chương trình 135 hỗ trợ hộ nghèo đấy. À. Cái bể chứa nước ở đây như như kiểu cái chum. Đấy, quay xe. Tua chùa ra. Sao bố? Đấy, hôm nay là anh em đã vào đến đây rồi. Đấy, mọi sự cố gắng là đi rất là xa từ ngoài huyện vào đây
là để trao cho bà con ở cái thôn này. Rất là vui. Cũng không biết nói gì hơn là thay mặt bà con cảm ơn đến những cái tấm lòng hảo tâm từ phương xa đã gửi về đấy, cho bà con ở thôn. Thực ra nó cũng không là nhiều nhưng mà rất là quý giá cho bà con. Bây giờ là nhờ Mí Hải và anh Dũng đưa trở vào mỗi nhà một suất là thùng mì, bao gạo và bánh kẹo và quần áo. Vắng lắm, thôn vắng, thưa thớt người. Còn nhà nào? Thạch ở trên đấy, trên đầu xe ấy. Có nghĩa là phải hỏi rõ xem là nhà nào nghèo nhất, xong là mình về đó. Khó khăn. À, rồi rồi. Trong này nữa. Đấy ngô này các bạn này. Không mọc được. Đây chỗ này trồng, đây trồng trước chỗ kia đấy, nhưng mà không mọc được. Hoa màu à. Còn sâu còn siếc là ăn sơ xác hết. Anh Hải ơi, anh lấy quần mặc luôn vào cho em bé đấy. Em bé này, em bé này. Phải mặc quần nha các bạn nhé, rồi mới quay được. Đúng rồi, trẻ con anh cứ phát đi. Con gái con trai mặc tất mà giống nhau được mà. Khó khăn, rất là vất vả. Đây cái đường lớn ở trên này nhá các bạn nhá. Đấy. Đường vòng đi đường kia. Đấy, Mí Hải đang mặc quần áo cho cháu bé. Đấy, bà con hôm nay rất là vui nhá. Có quần áo mới này, trẻ con có quần áo mới này. Rồi là được gạo này. Rồi là được bánh kẹo này. Ờ, xếp ngang, quay quay mặt lên đây. Xong là chụp luôn cho một kiểu ảnh nữa. Đấy, trưởng thôn chỉ cho. Cả quần áo nữa anh Hải ơi. Mỗi nhà một hai bộ luôn nữa. Cho trẻ con. Đấy, tôi đã cố gắng hết sức rồi các bạn. Của ít lòng nhiều, một điều cho đi là 10 điều nhận lại. Cảm ơn rất nhiều những cái tấm lòng hảo tâm đã gửi về để ủng hộ cho bà con đây. Này, cái anh đang trao này là bí thư đoàn của cái xã này nhá. Chúng tôi cũng phải vào liên hệ với cả chính quyền và anh là anh trưởng thôn. Đấy, để hỏi rõ xem là nhà nào là hộ nghèo. Mà nghèo thì thật sự là do cái dân bản này người ta bình luận
bình cho để nhận, chứ không phải tự nhiên mà chúng tôi vào tôi trao đâu. Đấy, là phải có trưởng xóm và bà con nhân dân đấy, nó đánh giá xem là hộ nào nghèo thì chúng tôi mới trao, chứ không phải là cứ thích là vào trao. Có thể có những nhà nghèo nhưng mà say xỉn suốt ngày uống rượu thì không thể trao được đấy. Thật sự là cái điều kiện kinh tế, đất đai thổ nhưỡng không thể làm ăn được, và hoàn cảnh mới ra ở riêng hay là những người già neo đơn đấy thì mới trao đấy. Anh Hải đứng vào đấy em chụp cho mình kiểu ảnh nhé, mấy người chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm nhá. À, trưởng xóm đứng luôn. Nào nhìn về đây. Anh Dũng ơi, có đứng vào chụp ảnh không? Nào, một. Anh Hạnh đứng vào đây, đứng ra ngoài đây. Anh Hạnh đứng sang bên này, bên ngoài cùng bên này đi. Ờ. 1 2 3. 1 2 3. Vâng, tuyệt vời, cảm ơn. Anh Hải ơi, anh xem có nhà nào vất vả thì anh vác về hộ. Đâu nhà nào? Nhà Thò Mí Hở. Thế à, Thò Mí Hở. Thế anh vác hộ bao? Còn đâu là của bác nào bác ấy, tự mang về nhà mình nhá. Cái này là cho gia đình người nhá, không phải cho thêm ai nữa đâu nhá. Anh bảo. đợi để con leo đi. Đây anh Hải. Quần áo này cho hết này đi, cho hết dân này đi. Cho bé này là có phải là nhà này luôn không em? Hả? Mít tú này. Anh hỏi đi. Rồi. Nhà 6 đứa con. Nhà mấy đứa con? Nhà này mà. Tổng 6 khẩu với 4 đứa con đấy. 6 khẩu 4 đứa con. 5 đứa con. Cái nhà bé tí bằng cái chuồng trâu người ta thôi. Anh Hạnh vác hộ gạo nhé. Nhà này tên là gì nhỉ anh nhỉ? Thò Mí Hở. Rồi. Bây giờ sẽ đi vào nhà Thò Mí Hở, một hộ nghèo nhất ở cái thôn này, phải không? Vâng. Anh của? Trưởng thôn nắm là quá chuẩn rồi, nhìn đấy. Chỗ này không được đổ bê tông vào hết nhỉ? Chỉ đến kia thôi à? Mấy khẩu? 6 khẩu à? Hai vợ chồng với cả 4 người con ạ. Bé tí thế kìa, con bé tí thế à? Còn hai đứa đi học. Đúng rồi, phải đi học. Sáu người ở cái nhà này. Ai già. Nghèo thật đấy nhỉ. Quá nghèo. Cũng làm bằng cây cỏ này. Ui xua. Ai xa. 6 người ở trong nhà này. Con đang ngủ dưới. Ngủ thế nào đi? Hai vợ chồng ngủ trên. Con nhỏ. Nhìn cái giường này. Xem cái giường này tối mùa đông lạnh con ngủ như này đi. Ôi giờ quá nghèo nhỉ. Như này là nhà này là nghèo ấy. 6 người. Nghèo nhất thôn này đây.
Vất vả quá. Cái này thì mai sẽ phải tiến hành vào ngay. Cái này là thứ nhất, này là chăn, chăn này là bây giờ đang nhà này đang thiếu cái gì nhỉ? Thứ nhất hỏi. Hôm nay chăn chỉ là một đại chắc cuốn hiểu. Cái vách này này, vách này là quan trọng nhất này này, mùa. Nhờ. Có nhiều đất đai không? Nhà anh này. Nhà này. Thiếu đất à? Hai con lớn thì nằm ở cái phản dưới này. Hai người con lớn á? Đấy. Nằm ở phản này á? Hơn là học cấp 1 thôi. Đấy, là nằm ở dưới này. Và với lại là hai vợ chồng già với hai đứa con nhỏ này nằm ở trên giường này. Cùng bố mẹ. Ờ. Trên là bố mẹ với hai đứa con nhỏ. Hai anh lớn hơn. Ờ. Lớn hơn như là học cấp 1 thôi. Ừ. Đây, ghế các bàn ghế thì không có này, lại phải lấy ghế nhựa này để kê thành cái bàn ép này. Thế là hai người con lớn ngủ đây. Đấy. Còn là bố mẹ với cả hai người nhỏ ngủ nhỏ đây. Nhỏ ngủ trên giường này. Ờ. Nhưng mà là họ mới ra ở riêng hay như nào? Để hỏi. Xóm, trưởng xóm là nói rất là thật rồi. Ừ. Ở đây là hai vợ chồng trẻ, ở đây là 4 năm rồi. 4 năm rồi à? 4 năm rồi. Ừ. Nhà này mà một kê thêm giường nữa thì không có mấy. Tại vì là nếu mà các bạn biết là đây là bàn thờ rồi, chắc chắn là nhà rồi. Đấy, phải có cái này thì người ta mới gọi là nhà. Chứ không thể nói là lán được. Đấy. Và có trưởng thôn ở đây rồi, và cán bộ xã ở đây rồi. Nghèo quá thật. Nhưng mà vẫn có bò phải không? Có bò không? Ai chủ trần đấy không? Có một con bé. Có một con bò. Tù me me. Tù me me chứ. Toàn cảnh đây. Đây nhà đây nhé các bạn nhé. Rồi. Nghèo quá. Mỹ Hải nữa. Một, hai, ba. Ok. Rồi. Đấy là. Rồi. Nào. Một, hai, ba. Rồi, ok. Không có bể đựng nước á? Không có bể. Thế ăn nước kiểu gì? Lấy nước ở đâu? Đi xin thôi. Đi xin á? Dạ. Ghê gớm nhỉ. Thế chồng đi đâu? Chồng đi đâu à? Chồng đi làm thuê à? Này để hỗ trợ được 1-2 tét nước thì tốt. Đúng rồi. 5 triệu nữa hộ tét nước, 5 triệu nữa hộ tét nước. Đúng rồi. Cái này mua tét nước vào. Mua tét nước thì nó khắc dấn. Nhưng mà chở tét nước vào đây không đơn giản. Đấy. Được, bây giờ có tiền là vẫn chở được. Vẫn hỗ trợ được, vẫn chở được. Cũng nằm trong cái danh sách là thống kê của cái hộ nghèo vừa rồi đấy. À, ngô đâu? Ngô là ở trên này đấy, nên chỗ đấy đâu. À, đây à. Mới thu về nhưng ít nương ấy, có bằng này thôi. Ngô bằng này thôi. Ngô thì cần 2 ống rồi. Dầu thì không nói là dầu nhưng mà mong là sao là để làm đủ ăn để thoát nghèo tí à. Chứ còn không mong muốn là giàu nhưng mà nó cuộc sống nó đỡ khổ ấy. Nhưng mà như này thì khổ quá thật. Đây được rồi, bây giờ quay biết hoàn cảnh rồi của nhỉ, trưởng thôn à. Rồi hôm nào thế thì nếu mà có vào mà có hỗ trợ cho gia đình này ấy, thì anh sẽ gọi điện cho em với cả anh Hạnh. Ừ, thì sẽ vào hỗ trợ nhà này. Nhà này thì đúng nghèo quá thật. Em cũng kêu gọi xã hội hóa để giúp đỡ. Đấy, nhà này khổ quá.
Đi anh ơi, ra đi, mình ra. Biết gia đình rồi. Ok, quay như này chắc chắn là sẽ có người mạnh thường quân là giúp đỡ. Đây những cái thôn này, những cái nhà này là đây này. Hỗ trợ nhà này, hỗ trợ. Cũng hỗ trợ à? Ừ, nhà này hỗ trợ huyện đoàn hỗ trợ 20 triệu. À đây à? Cái này. Nhà này ấy là được hỗ trợ rồi à? À, cho 20 triệu với cả vốn của gia đình nữa phải không? Gia đình bỏ. Chứ còn làm sao mà nhà này 20 triệu xây được? 20 triệu xây được. Bây giờ xây một cái nhà này là tầm bao tiền của? Này á? Ừ. Ít nhất phải là 80 triệu. 80 triệu. Đấy là tất cả con đã nói là đến nhờ cái công mà giúp cái thứ chưa? Mổ gà mổ vịt nữa. Tất cả 80. Ừ. Thế là được một cái nhà như này. Thế là cái nhà này là trước còn khổ hơn nhà này. Khổ hơn. Ai dạ. Đây là hai anh em đấy. Đây là em trai đấy. À hai anh em à? Ờ đấy mong sao ông em trai này cũng thoát được nhỉ. Vận động là ủng hộ được 20 triệu. Ờ. Mình bỏ thêm ra. Ừ. Vay vốn ngân hàng. Ừ. Thế là bây giờ gia đình này thoát nghèo rồi gì? Chưa. Vẫn chưa. Chưa có tí nào anh ấy. Chỉ có nghĩa là chỉ mỗi trong cái xác có mỗi cái nhà như này thôi. Ai dạ. Nói chung là có cái chỗ chui ra chui vào nó đảm bảo. Đấy trời mưa trời nắng. Ừ. Thôi đi, mình ra đi. Vâng. Rồi chào cửa nhá. Chào các bạn, chào các mỉa nhá. Vâng. Đấy xây được cái bể như này thì là nhà có nước chứa mà nhà không có bể nước thì mua được cái tét nước vào. Thôi nhá. Cuối cùng tôi xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của tôi trên cao nguyên đá Đồng Văn.